nhiều lúc chúng ta hỏi khiêm nhường hạ mình để làm gì? Trước mặt Chúa là cái sự khiêm nhường và hạ mình. Trước mặt Chúa là cái sự vâng lời Chúa, chứ tôi không nói về con người. Đây là cái bản chất mà Chúa muốn tạo ra chúng ta có sự khiêm nhường hạ mình. Và điều đó để hài lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm hài lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ hài lòng con người. Nhiều người nói bây giờ làm sao tôi hài lòng được người? Đúng, chúng ta sẽ không làm hài lòng được người. Nhưng mà khi mà chúng ta làm điều đúng thì Đức Chúa Trời sẽ bênh vực chúng ta. Chúng ta làm sai, Chúa Trời không được. Làm sai không bênh vực được. Cho nên Đức Chúa Trời bênh vực khi mà chúng ta ở trong sự bảo vệ của Ngài. Đó là ba điểm, ba cái phần để có sự khiêm nhường. Hôm nay chúng ta qua phần thứ tư là phải biết cái vị trí của mình, cái cơ thể mình, vị trí nằm đâu. Chúng ta biết cái trái tim mình nằm đâu không? Tôi thấy nhiều người đi vào cờ á, cứ để tới đi vô học trường học với con cái cứ để đặt lộn hoài á. Người đặt đây, người đặt đây. Tim mình ở chỗ nào vậy? À, có người mỗi tay có sệ xuống, tim chắc nằm dưới đây. Phải không? Thành ra chúng ta phải biết cái cơ thể mình đâu. Chúa ví con cái Chúa hội thánh là một cái chi thể. Chúng ta phải biết chúng ta đang nằm ở chỗ nào. Cơ thể thì cái slide tới chúng ta nhìn nè. Khi một cái cơ thể mình cái trái tim với lại cái gan, tim với gan, nếu mà chúng ta thấy nè, nếu mà tim yếu thì gan bị gì? Đây, tôi không biết về medical gì. Ai bác sĩ, kỹ sư cái gì? Bác sĩ, medical, nurse nói cho tôi biết giùm. Nếu mà tim yếu thì gan bị gì? Nếu mà gan yếu thì tim bị gì? Một trong hai cái này yếu thì cái kia cũng bệnh theo. Có nghĩa là cái này nó bị ảnh hưởng cái kia. Mà con mắt của mình yếu thì cái não của mình sao? Mà cái não mình yếu thì con mắt mình cũng vô ích thôi. Mình nhìn chơi thôi. Thí dụ tại sao mình nhìn trong cái con mắt mình nhìn á, mình nhìn trái táo mà ra thành trái cam. Tại cái não mình hư. Ta mỗi người trong chi thể chúng ta mà không hoạt động với nhau, người này kình với kia là giống như mình nhìn trái táo mà trái táo và trái mít. Cho nên đó lý do Chúa muốn đặt để chúng ta phải biết nơi nào và chỗ nào chúng ta đang đứng. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên đầu tiên Chúa nói gì? Cái đời sống mình phải sống. Cái tim mà nó không sống thì sao? Cái gan nó cũng chết thôi. Mà cái gan nó không sống thì trái tim nó cũng chết thôi. Thành ra cái gì mà phải sống thì phải cho nó tốt. Thì nó sống thì nó mới được thánh khiết. Nó được thánh khiết thì mới làm đạp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy thứ tự Đức Chúa Trời làm sinh tế. Cái thân thể mình á, là sinh tế, là sống. Để gì? Thánh khiết và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta sống không thánh khiết thì chúng ta sẽ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi nói thánh khiết không phải là chúng ta sống tu tâm gì đó, chúng ta lên làm gì đó, tới chức gì đó, không phải. Nó vấn đề. Chúng ta sống là chúng ta có Chúa hiện diện mỗi ngày. Chứ không phải bữa này được, bữa kia không. Mỗi ngày đều có sự hiện diện của Ngài. Và sự thánh khiết vậy, thánh khiết là chúng ta biệt riêng cho Chúa. Chúa nói chữ thánh khiết, chữ holy là không phải được phong chức lên thánh. Holy có nghĩa là biệt riêng ra, đó là nguyên ngữ, dịch ra thẳng điều đó thôi. Chúng ta biệt riêng ra Chúa là chúng ta thánh khiết. Và cuối cùng là đẹp lòng Đức Chúa Trời là sao? Là không phải hài lòng chính cái bản chất mình muốn, mình ham muốn điều gì. Cái bản chất mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm điều gì, đó là cái bước đầu tiên để chúng ta làm hài lòng chi thể với nhau. Chúng ta sống thánh khiết để mọi người khác có thể sống với mình được hơn. Giống như cái miệng mình không thánh khiết thì cái gì? Cái thân thể mình nó sẽ gì? Cái nhìn nó hại gì? Con ếch nó chết vì cái gì? Thành ra nếu mà chúng ta không muốn người ta tốt với mình thì mình cứ tốt với người ta. Người ta muốn ăn thì cứ cho người ta ăn đi, đừng la nữa. Ok. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người. Cái câu, cùng một cái câu này chúng ta thấy, khi mà chúng ta sống thánh khiết, chúng ta sống gì? Đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta làm như thế nào đó, cái đó là tùy chúng ta. Nhưng mà cái cuối cùng Chúa hỏi gì? Chúa dựa về cái gì? Về cái lượng đức tin mình, chứ không phải lượng về cái khả năng mình. Cái người có đức tin mạnh, nó sẽ vượt qua hết tất cả những điều khác, chứ không phải mình có khả năng.
Có những người có khả năng âm nhạc nhưng mà không có đức tin thì cũng vậy thôi. Có những người có khả năng thuyết giảng giỏi nhưng mà không có đức tin nói về Chúa thì người ta ai tin? Mình không tin làm sao người khác dám tin? Phải không? Mình làm chứng với người khác, người sao người ta dám tin? Nhá. Tin Chúa đi. Họ tới, thôi cậy Chúa đi. Mà mình á, thì cậy bản thân tối ngày. Mình cậy Chúa thì mình mới dám nói người ta cậy Chúa đi. Tin đó là cái lượng giá của một người hạ mình. Hạ mình không phải là mình rụt rè, nhưng mà hạ mình là mình tin đấng đó làm được cho mình và cho những người mình đang đối diện đó. Đó là điểm đầu tiên của cái người hạ mình. Chúng ta phải biết gì? Sự khác biệt giữa điểm mạnh, điểm yếu. Điểm yếu mình không phải là điểm hèn nhát. Điểm yếu của mình không phải là điểm thối lui bất lực. Điểm yếu của mình không phải là để than trách. Điểm yếu của mình để làm gì? Về con người ấy, tôi sẽ tự hào. Nhưng về chính mình thì tôi không tự hào. Chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi thôi. Cho dù tôi muốn tự hào đi nữa, thì tôi cũng không phải là kẻ điên rồ. Vì tôi nói sự thật, nhưng tôi tự kiềm chế không làm điều đó, để không ai nghĩ tốt về tôi hơn những gì họ thấy trong tôi và nghe nơi tôi. Cho nên rất nhất là chúng ta thấy ông Phaolô, ông là người có ơn trước mặt Chúa. Ông tự hào về gì? Ông tự hào về cái yếu đuối của ông. Chúng ta là người có ơn trước mặt Chúa, chúng ta tự hào về gì? Những gì tôi có khả năng, phải không? Những gì tôi có thể làm được. Thường thường chúng ta thường thường sợ mình nói điểm yếu, tại mình nói điểm yếu mà mốt người ta ghim mình. Nó thế nào đó tôi biết. Ghim suốt luôn. Tại mình không có dám sống thật. Mình sống thật đi. Tôi đã nói, tôi khuyên nhiều người, nhiều cô, nhiều anh single á, mình sống thật đi. Mình cứ nói điểm yếu mình đi, người ta sẽ yêu mình. Thiệt. Ok. Đừng giấu nữa. Dạ. Chạy ngang qua nhà đó, nhà đó sắp sửa tôi mua đó. Chạy qua dealer, xe đó anh định mua mà nó mua, anh định mua xe này thôi. Anh mua được á mà không mua thôi. Thành ra mình phải nói về cái điểm yếu là điểm thật của mình, chứ không phải nói về cái yếu ớt của mình. Rõ không? Cái điểm yếu của mình là mình dám nói thật con người mình. Chứ không phải mình nói cái điểm yếu của mình là nói tôi đang bệnh tim. Cái đó là đang bệnh chứ không phải điểm yếu. Ok. Yeah, nói bệnh tim trước cho người ta biết để người ta khỏi cưới. Chứ về chết yếu giữa chừng sao, phải không? Hỏi khều thấy mặt mồi anh tím không biết. Thành ra cái người hạ mình là phải sống thật, phải biết mình khoe cái yếu của mình. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặt khải diệu kỳ này, một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Đây là cái câu kinh thánh mà nhiều người nói là Chúa không chữa lành ông Phaolô. Họ dựa trên cái câu này nói ông Phaolô, thấy chưa? Ông Phaolô ông bệnh vậy, ông cầu nguyện ba lần Chúa không chữa lành. Cái đó hoàn toàn sai. Chúng ta đã nhai lại cái người sai. Chúng ta đã nhớ nhiều người học kinh thánh, đi học thần học á, cứ nhai lại của người khác mà nhai lại cái người sai. Không tự mình học xong rồi mình hỏi Đức Thánh Linh, rồi mình suy ngẫm ngày và đêm, giống như Giô-sê, hãy suy ngẫm ngày và đêm, đừng ngó trái ngó phải, phải biết lời của Đức Chúa Trời phán cho mình, thì đây là sự thật. Nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng gạt, bắt bớ, khốn khó, vì tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. So bây giờ nghe rõ, khi mà ông Phaolô ông khoe sự yếu đuối của ông không phải là cái bệnh của ông. Nhiều người nói ông bị nha. Không, ông bị sequoia. Nói cầu nguyện Chúa hoài mà cứ si cà que hoài. Không, Phaolô không si cà que. Đúng, ông có đi sẹo chút xíu, nhưng mà không có nghĩa ông xin Chúa để chữa lành cái si cà que của ông. Nhưng mà ông nói gì? Ông chỉ đang khoe cái yếu đuối của ông. Mà cái yếu đuối của ông khốn khổ, ông cầu nguyện Chúa rất là nhiều lần. Mà những điều đó là những gì? Những điều sỉ nhục, túng ngạc, bắt bớ, khốn khó, chứ đâu có bệnh tật gì đâu.
Chúng ta thấy rõ không? Nhiều người đã diễn giải theo một cách khác, nói ông Phaolô đã ông lại bị bệnh, cho nên Chúa có nhiều khi nhiều người nói Chúa xin cầu nguyện cho tôi cái ồ thấy Phaolô, ông Phaolô cũng mạnh lắm mà cầu nguyện hoài mà Chúa không chữa lành, thấy Kinh Thánh nói vậy không? Thôi đừng cầu nguyện nữa, cứ ôm cái bệnh đó đi. Sai. Chúa đang nói về vấn đề cái sự yếu đuối mà chúng ta nhìn thấy, và chúng ta biết cái yếu đuối là chúng ta đang bị tấn công mỗi ngày về gì? Cái này, chúng ta nhìn cái gì, chúng ta thấy gì, nó lạng lọc ở trong cái gì. Nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện đó, nhưng mà nó vô trong này, nó dịch ra chuyện khác nữa. Cái yếu đuối của chúng ta là cái này. Ân điển của ta đã đủ trên con rồi. Khi mà chúng ta cầu xin, ông Phaolô, ông cũng yếu đuối giống như chúng ta. Ông cầu nguyện xin Chúa đủ điều, xin Chúa là lấy cái chuyện này ra khỏi con, lấy chuyện này ra khỏi con, lấy chuyện này ra khỏi con, lấy chuyện này ra khỏi con. Ông Phaolô cũng có cái yếu đuối đó. Nhưng mà Chúa nói, cái ân điển của ta đã đủ trên con rồi. Có nghĩa là chúng ta được ân điển của Ngài, là được danh của Chúa Giêsu đủ trên mình rồi. Thành ra khi chúng ta cầu nguyện mà nói tại sao không có kết quả, thì Chúa nói cái ân điển của Chúa đã cho chúng ta đủ rồi, đừng xin nữa. Tại khi chúng ta có gì? Có danh của Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời bên dưới đất phải phủ phục trước mặt Ngài. Thì có danh Ngài thì chúng ta sẽ làm được tất cả mọi điều. Mà khi mà chúng ta cứ hỏi Chúa, xin Chúa làm điều này cho con, xin Chúa làm điều kia cho con, thì chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề. Nhưng mà chúng ta phải phán nó qua danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện giờ thay đổi rồi chưa? Nhiều phần đông chúng ta đã được dạy, xin Chúa cho con cái điều này, xin Chúa cho con cái điều kia. Chúa nói ân điển của ta đủ trên con rồi, con cứ xin hoài. Tôi gọi là tín đồ ăn xin á, gọi là xin thánh á. Đúng, cái chữ xin á nó cũng hay một phần nào thôi, tại mình cứ gì tối ngày cứ xin Chúa hoài, mà trong khi đó Chúa nói gì? Ta cho con rồi, ta cho con, thần của ta trên con, thần của ta ở trong con, và danh của ta ở trên môi miệng của con, mà thần của Ngài đang thực hiện trên đời sống con, và con xin cái gì nữa. Cho nên từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta phải công bố phán nó, để biển sẽ ngừng sống. Việc gì đó nó phải ngừng đi, bệnh tật phán nó kêu nó ra khỏi. Đó là chúng ta phải hiểu, chứ đừng ôm ấp những việc mà chúng ta không cần phải ôm ấp đó nữa. Điểm tới, chúng ta dám khoe thực tế về thành công những thất bại của mình không? Thường thường chúng ta khoe về thành công hơn dám khoe thất bại, phải không? Nhiều khi chúng ta phải nhìn hai cái khía cạnh cuộc đời chúng ta. Đôi khi chúng ta phải mạnh mẽ khoe. Mà tôi thấy một người mà cho tôi học được nhiều nhất là Chúa Giêsu. Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Sao bây giờ lúc đó ở tại vì vườn Gethsemane, Chúa đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Thì bây giờ á, lúc đó các môn đồ làm gì? Ngái khò khò trơn rồi. Vậy ai biết Chúa Giêsu đang làm gì, phải không? Nếu mà nói trên cái lý luận của mình á, nếu mà giả sử mình lý luận đi, không ai nghe Chúa nói, tại ngủ trơn rồi, tại sao mà có thể tường thuật được cái chuyện mà Chúa Giêsu đang nói cái câu này? Thì chính Chúa Giêsu phải lại nói cho các môn đồ nghe. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì ai nghe lén? Không, không ai nghe lén. Chỉ có một mình Ngài thôi. Mà mình Ngài nói xong thì Ngài tới đó cả mấy môn đồ đang ngủ, ngủ gục hết. Thì Chúa mới nói, Chúa chia sẻ cho các môn đồ lúc đó. Là Chúa nói vậy, nếu Cha cất chén này. Cái văn có thể lúc đó khác, nhưng mà văn cách viết ra cái khác. Có thể Chúa Giêsu, cái này tôi diễn giải cho xíu, có thể Chúa Giêsu nói, ta có thể ta xin Cha cất chén này khỏi, shortcut. Nhưng mà Chúa Giêsu sẵn sàng khoe cái yếu của Ngài. Bởi vì sao? Chính Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài còn dám nói cái câu đó. Còn chúng ta thì ai? Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Khi Ngài khoe cái thất bại của Ngài, chính Ngài là cái chương trình của Đức Chúa Trời muốn Ngài chết trên thập tự giá. Nhưng mà Ngài lại lúc đó lại có sự yếu đuối và Ngài khoe cái sự thất bại. Đôi khi Chúa Giêsu làm điều đó để chi? Để cho thấy thần của Ngài hiện diện. Mà ai thêm sức cho Chúa? Một thiên sứ đến hiện diện thêm sức cho Chúa. Tôi đố quý vị thiên sứ nào
tên gì? Học Daniel rồi quên hết rồi. Ha? Gabriel, đúng rồi. Cùng một thiên sứ. Thiên sứ Gabriel đến thêm sức cho Daniel. Lúc bấy giờ Daniel đang yếu. Ông đang yếu đuối, Gabriel đến thêm sức cho ông. Và Chúa Giêsu lúc đó đang thất bại. Chính Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài sắp sửa muốn thất bại điều đó. Ngài mệt mỏi điều đó. Nhưng mà Gabriel là sự gửi đến của Đức Chúa Trời cho Ngài thêm sức để được sự mạnh mẽ để tiếp tục. Bởi vì khúc sau đó chúng ta biết chuyện xảy ra, năm nào cũng coi phim khỏi giảng. Khúc sau đó Ngài phải đối diện nhiều thứ lắm. Chúng ta không hiểu được cái tình trạng lúc đó. Nếu mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời lúc bây giờ, Ngài không ở trong thân xác của con người thì Ngài sẽ không nói điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã ở trong thân xác của con người thì Ngài cảm thông sự yếu đuối của con người. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc rất là nhiều lần, khi mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta mới thấy được cái yếu đuối. Nhiều khi chúng ta thấy một cái hoàn cảnh nào kia đó, chúng ta không hiểu được cái yếu đuối của họ. Nhiều khi nói, ồ người đó hồi xưa chức vị cao lắm, làm lương cao lắm, làm nền cao lắm. Chúng ta khi mà chúng ta rơi vào tình cảnh mà từ trên trên mà nó rớt xuống dưới á, thì mình chúng ta mới hiểu được. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa đã ở trong cái thân xác con người để họ ngày gì cảm thông được cái yếu đuối và cái sự thất bại của chúng ta. Và Ngài nói lên cái câu này là một cái then chốt để cho chúng ta thấy là Ngài cũng đã sắp thất bại, nhưng mà Ngài không để cái sự thất bại nó xảy ra. Vì khi Ngài nói được cái sự yếu đuối của Ngài thì chính thiên sứ Gabriel đến thêm sức cho Ngài. Thì chính hôm nay chúng ta vậy, khi mà cái sự thất bại mình xảy ra, mình không than vãn, nhưng mà mình nói điều gì? Xin Ngài thêm sức cho con. Thì chính lúc đó thì Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Vì người công chính dù ngã 7 lần cũng được đứng lên được, còn kẻ hung ác bị chìm đắm trong tai họa. Thành ra khi mà chúng ta không đứng dậy nổi đó là chúng ta đang gì? Đúng vậy, không ai dám nói trơn. Nếu chúng ta, tôi nói nè, nếu mà chúng ta thất bại mà chúng ta không ngóc dậy lại thì chúng ta phải hỏi chúng ta người trên hay người dưới. Tôi không dám nói. Người dưới hả? Người dưới là người hung ác anh. Chúng ta xem nè, cái người công chính nó có té bảy mấy lần? Bảy lần mà vẫn gì? Đứng lên nổi. Chúng ta mà vấp ngã một cái, ô tôi tổn thương rồi than vãn, cái đó là chúng ta không phải công chính. Thành ra khi mà muốn mà chứng minh, từ ngày hôm nay ra đi nha, nhà tôi rõ này nè, nếu mà chứng minh chúng ta là người công chính trước mặt Chúa, đứng dậy đi, đừng kêu người khác kéo mình nè, tự mình bò đứng dậy đi. Ok, tổn thương hay là ai làm gì, ai nói gì, ai đánh mình, đập gì, làm gì, tôi không biết, ai nói xấu, nói gì, nói hành, nói tội gì á, đứng dậy đi. Tại vì mình là người công chính, sợ ai? Mình hung ác mình mới nằm đó thôi. Tại người ta quất mình, cái mình quất lại, thành ra hai kẻ hai ác hết. Công chính thì cứ đứng dậy. Thành ra cái chữ mà nhiều người biết, biết ông Thomas Edison không? Ai đây biết Thomas Edison? Dạ. Yeah. Ông nói gì? Tôi đâu có thất bại đâu. Tôi chỉ vậy. Tôi chỉ kiềm khám phá 10.000 cách để cho nó. Mà nó không work à? 10.000 cách nó không work để tôi biết một cách nó work. Có nhiều thất bại. Chúng ta mà ông Edison mà không khám phá thì chúng ta tối hụ rồi, giờ đốt đèn trong rồi. Ông đã khám phá 10.000 lần, thất bại còn để bây giờ chúng ta có ánh sáng. Chúng ta 7 lần là gục rồi phải không? Ông là 10.000 lần, bởi vì ông không gục cho nên bây giờ chúng ta mới có ánh sáng. Dạ. Chứ ông thôi không có đèn này, tối hết rồi. Dạ. Cho nên đây là lý do chúng ta phải khoe sự thất bại của mình, để chúng ta tìm cách để chúng ta vượt ra khỏi cái thất bại của mình. Thì mình đứng dậy, thì đó là bày tỏ gì? Chính mình là người công bình trước mặt Chúa. Phải chấp nhận rủi ro. Ai đây take risk? À, thường thường những người làm thương mại thì tôi biết rồi, gan dữ lắm, gan bự to lắm. Có những người tôi biết có khả năng, giỏi lắm, nhưng mà chỉ bàn thôi. bàn tới bàn luôn, không bao giờ bắt đầu trên. Tại nếu mà chúng ta cứ bàn á, thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Chúng ta phải chịu cái rủi ro. Tin Chúa có rủi ro không quý vị?
Có. Chúa nói là nếu mà biết mà không làm thì sao? Phải không? Thà mình không biết, phải không? Mà Chúa nói là Chúa phạt cái người biết hơn nữa. Chúa phạt cái người thầy. Người nào muốn làm thầy á, thì Chúa phạt còn hơn nữa trong sách Phi-e-rơ. Ok. Tôi nói có sách hết hơn á, quý vị biết rồi. Khi mà cái rủi ro mình biết, tôi chấp nhận cái rủi ro, tôi dám làm thầy. Tại Chúa sẽ phạt hơn cái người tín đồ bình thường. Cho nên chúng ta là người phải chịu rủi ro. Nếu mà chịu rủi ro thì mình mới chịu hạ mình. Tại vì mình biết nếu có rủi ro xảy ra thì ai cứu mình? Đây là cái then chốt. Mình không phải mình đâm đầu vô không biết. Rủi ro có nghĩa là cái phần trăm mình cũng có đó, chứ không phải là 99% là wrong. Ok, ít ra cũng trên 70%. Ok, được nghe một sư giảng bữa nay rồi cái gì cũng chạy theo vô rủi ro hết trơn á. Ít nhất cái risk mình ai đầu tư gì ít nhất cũng trên 70% dùm tôi một chút. Chứ đừng mà 50-50 là thế nào cũng rớt à. Thành ra rủi ro của mình á là mình chắc chắn là có. Mà tin Chúa cũng có rủi ro. Mà tất cả những gì trên thế gian này chúng ta thực hiện bất cứ điều gì, làm gì cũng có rủi ro. Đây là cái câu chuyện tôi rất thích mà chúng ta tôi khuyên các nhóm tế bào về đọc lại nha. Cái câu chuyện này vui lắm. Bởi vì cái câu chuyện này nó dính líu về nhiều chúng ta lắm. Hãy xem khi mà bắt đầu ông Lê Xê, cái chuyện này của ông Lê Xê trong các vua. Lúc ấy, tại lối vào cổng thành có bốn người phong hủi. Họ nói với nhau, tại sao chúng ta cứ ngồi đây chờ chết? Nếu vào thành thì chúng ta sẽ chết đói ở đó, vì trong thành đang có nạn đói. Còn nếu cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ, chúng ta hãy qua trại quân Aram và hàng phục chúng. Nếu chúng để chúng ta sống thì chúng ta sẽ sống. Còn nếu chúng giết đi thì đàn nào chúng ta cũng chết đó thôi. Đây là khi mà bắt đầu á, là tiếng của Đức Chúa Trời đã phán cho tiên tri Elise. Chúa đã phán cho ông vua để giải cứu ở xứ Samari. Thì lúc bây giờ Aram là bây giờ dùng đất Jordan á. Chúng ta biết Jordan bây giờ là Aram trong nguyên ngữ chính. Thì lúc bấy giờ cái rủi ro là gì? Chết đói. Ở đó chết đói. Mà cái rủi ro chạy qua kia để kiếm ăn thì cũng người ta giết. Tại bên kia là kẻ thù. Giống như chúng ta mà hồi đó đi vượt biên nữa. Ở Việt Nam, ở trong Việt Nam thì cũng gì? Chết đói. Chạy ra thì gặp bão, cá mập ăn. Thành ra cách nào cũng chết hết á. Thì chọn cái nào? Thì phải chọn tiếng của Chúa. Tiếng Chúa nói qua tiên tri Elise. Cho nên tôi không đi cái chi tiết này, chúng ta về đọc cái câu chuyện này. Tiếng Chúa qua Elise và ông Lê Elise nói chính xác những việc đó sẽ xảy ra, xem điều tới. Một người trong bầy tôi của vua đề nghị, xin bệ hạ truyền cho vài người bắt 5 trong số những con ngựa còn lại đi do thám để xem thực hư ra sao. Dù sao chúng cũng sẽ cùng chung số phận với đoàn dân Israel, còn lại đang chết ở dần trong thành mà thôi. Vậy họ lấy 2 cỗ xe và thắng ngựa vào. Rồi vua sai người đuổi theo quân Aram và truyền, hãy đi xem thế nào. Cái này là nhát gan của ông vua. Trước đó có mấy người bị phun hủi. Tại vì những người bị phun hủi là gì? Bệnh rồi. Họ có giết tôi cũng chết, mà tôi nằm đây bị phun hủi cũng chết. Thành ra họ làm gì? Họ chạy qua bên đó trước, trước khi cái nhóm này chạy qua. Trước khi cái nhóm này vua gửi qua, thì mấy người bị phun hủi chạy qua kiếm ăn trước. Mà những người phun hủi này có đức tin nha. Họ chạy qua đó xong rồi người dân bên kia tưởng gì? Tưởng đâu vua Israel á mướn người Hê-tích với người Ai Cập để đánh giết họ. Tưởng đâu quân đông lắm, nguyên vạn quân chạy qua. Mà thật sự ra có mấy người phun hủi chạy tới à. Mấy người phun hủi đến để kiếm ăn thôi à. Mà trong khi đó người Aram tưởng đâu nguyên cái đạo quân đến để chiếm đất đó, bỏ chạy hết, trốn chạy hết. Thì gọi là bỏ của chạy lấy người á. Họ bỏ quần, giục quần, giục áo rải. Thì chắc chắn là đồ ăn cũng để nó luôn. Thì mấy người này tới gì? Hưởng. Mấy người bệnh phun tới hưởng. Họ ăn. Ăn uống xong rồi no nê về phải gì? Này good news, về báo cho biết. Báo cho biết chuyện đó xảy ra rồi. Ông vua này cũng gì? Nghi ngờ. Rủi ro. Ông nói thôi giờ gửi mấy anh kia trước đi, để không thôi nó giết chết sao. Thôi gửi mấy anh đó đi vào thám trước đi.
người kia đã tường thuật tôi qua đó, tôi đã đây hết rồi. Mà trong khi đó ông vua ông gửi cho thám tới để xem coi sao. Thì cuối cùng thì chúng ta đã biết rồi, khi qua đó mất tiêu trơn, biến mất trơn rồi. Chúng ta biết ai làm? Đức Chúa Trời làm. Tại Đức Chúa Trời đã nói với tiên tri Elise là ngày đó giờ đó vậy hết rồi. Đọc nghe anh, về đọc nghe tôi nói này để tôi không giảng dài. Thì chúng ta biết cái chuyện đó xảy ra rồi, Đức Chúa Trời đã nói rồi, thì cứ làm đi, rủi ro chuyện của Chúa. Thì mấy người bị gì? Cùi đâu sợ lỡ. Chạy luôn. Rồi chạy qua bển thì Đức Chúa Trời đã làm việc. Có bốn mạng chạy qua bển mà như cả đội quân rầm chạy qua. Bên kia nói, ồ mấy này chắc mướn dân Ai Cập, dân Hê Tích. Chúng ta biết dân Hê Tích, dân Ai Cập rất là mạnh. Quân lúc bây giờ rất là mạnh. Nó có những cái vũ khí rất là modern. Thành ra họ nghe tới những người đó là sợ, giống như bây giờ nghe tới Mỹ mà đưa F-16 qua vậy, họ sợ liền. Thành ra đây là lý do mà họ sợ chạy. Thì chúng ta cứ thấy những gì đó, chúng ta cứ thực hiện đi. Họ đuổi theo chúng cho đến sông Jordan. Suốt quãng đường ấy, họ thấy đầy dẫy những quần áo và đồ đạc mà quân Aram đã ném xuống trong lúc hốt hoảng chạy trốn. Các sứ giả trở về trình lại với vua. Dân chúng liền kéo ra cướp đoạt trại quân Aram. Vì thế mà 7 lít bột lọc bán 11 gam bạc và 14 lít lúa mạch cũng bán 11 gam bạc, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Cho nên cái đây là cái đầu tiên, cái câu này nè, đúng như cái câu 1 mà Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri Elise. Chúa nói cho tiên tri Elise biết điều đó và cuối cùng đã đúng theo như Ngài đã nói. Thì chúng ta khi mà biết Chúa phán như thế nào để chúng ta biết cái rủi ro xảy ra, đúng. Rủi ro của chúng ta là cái đức tin. Nhiều khi mình yếu đuối trong đức tin của mình, chuyện đó có thể xảy ra. What if? Phải không? Giống như nhiều người hỏi tôi làm tiếng tin Chúa, họ cứ hỏi đủ thứ trơn á. Thì tôi chỉ hỏi cái câu là what if? Nếu mà có Đức Chúa Trời thì sao? Vậy tin có lỗ không? Không. Đó là lý do mà cho nên nhiều khi nhiều người cứ lưỡng lự không biết tin Chúa. Giờ không biết tin Chúa sao tin? Tôi nói nếu mà có tin, what if, mình lỡ mình không tin thì xuống địa ngục sao? Thôi tin cho rồi đi thì không xuống địa ngục phải không? Ít ra mình tin cho rồi đi. Thành ra cái rủi ro Chúa đã phán qua ngàn năm nay, qua tiên tri của Ngài và qua lời hằng sống của Ngài, để cho chúng ta thấy được những việc đó. Thì tiên tri Elise cũng nghe được lời của Đức Chúa Trời, mà những người tin là ai? Những người đó nghĩ là mình không còn gì hết. Thành ra chúng ta thấy hiện tượng ngày nay, ngày nào cũng vậy. Những người mà thường thường trở về với Chúa là họ không còn gì hết. Giống như là ví dụ của những người phun cùi, họ cùi đâu sợ lỡ đâu, cứ qua đó kiếm ăn thôi, trước sau gì cũng chết. Thì bây giờ mình, chính mình hỏi mình cái rủi ro của mình, trước sau gì mình cũng chết phải không? Ai sống đời đời? Phải không? Cái rủi ro lớn nhất của mình gì? Thế nào cũng chết. Tôi nói tiên tri cho tất cả mọi người á, trước sau gì quý vị cũng sẽ chết. Chúng ta có 4 điểm để chúng ta hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa phải không? Thứ nhất, chúng ta biết cái vị trí cơ thể mình đâu. Mình là gan hay là mình là tim? Gan với tim nó cũng giống nhau. Mình là con mắt hay lỗ mũi hay là con miệng, nó cũng giống nhau. Tại vì cái này mà nó yếu thì cái kia nó cũng bệnh. Nó ảnh hưởng nhiều lắm. Chúng ta biết mà gan nó ảnh hưởng với tim, tim với gan nó đi chung nhau. Gan tim đi chung với phèo phổi. Thành ra điểm thứ nhì, điểm thứ năm là biết gì? Cái sự khác biệt giữa điểm mạnh điểm yếu. Ông Phaolô ổng nói gì? Điểm mạnh điểm yếu của ổng. Điểm yếu của ổng gì? Đôi khi ổng là một sứ đồ, nhưng mà ổng nói cái điểm mạnh điểm yếu của ổng. Ổng làm hết tất cả luật pháp của Do Thái, nhưng mà cái điểm yếu của ổng, đôi khi ổng có những sự yếu đuối. Ổng cũng nói lên những cái sự tấn công của ma quỷ. Giống như những việc mà chúng ta làm chứng cho mọi người, mình cũng làm chứng những cái điểm yếu của mình. Chứ không phải mình khoe những cái điểm yếu của mình để người ta chê trọc mình. Mình khoe cái điểm yếu mình bởi vì Đức Chúa Trời dùng cái điểm yếu của tôi mà Ngài làm cho nó mạnh mẽ trong đời sống tôi. Có những người nói, ồ, phải chi Chúa chữa lành đó là được rồi. Tôi nói chưa chắc, nhiều khi cái điểm yếu đó mà nó yêu mến Chúa. Có những việc đã xảy ra mà nó yêu mến Chúa. Ồ, nó khờ lắm. Ồ, nhờ nó khờ vậy nó còn đi nhà thờ, nó lanh quá đi ngoài kia hết ra ngay. Có những lúc chúng ta phải chấp nhận cái điểm yếu đó mà nó yêu mến Chúa. Còn mấy đứa lanh nó lanh chanh trơn à. Và điểm thứ 6, chúng ta dám khoe gì? Thực tế.
thành công của mình. Chính Chúa Giêsu đã nói gì? Xin Cha cất chén này khỏi con. Đức Chúa Trời mà nói câu đó thì là Đức Chúa Trời sao, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu là gì? Ở trong thân thể của con người, Ngài cảm thông được cái thân thể yếu đuối này. Ngài nói lên điều đó để gì? Rồi thiên sứ của Ngài đến thêm sức cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu thất bại thì chúng ta cứ nói cái sự thất bại, thì chính Chúa sẽ đến giúp chúng ta. Nhiều người chúng ta thường thường hay giấu lắm, đừng nói ai biết trơn á, tại mấy người biết thôi như vậy. Đúng, có những người hay theo lẻo. Chúng ta không nên nói gì đó. Mấy người nhiều chuyện thì cũng không nên. Nhưng mà những người nào tin cậy thì mình cũng phải nên nói, chứ không phải giữ trong lòng riết cái bụng nó phì ra luôn á. Cuối cùng chúng ta phải hạ mình, chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro. Giống như tiên tri Elise đã nói, tiên tri Elise đã nghe tiếng Chúa và ông chấp nhận cái rủi ro. Ông nói với vua, nhưng mà vua nhát gan chicken. Mấy người nào gan là mấy người gì? Bị phun hủi, họ gan, họ giọt qua đó, họ ăn trước. Bây giờ trong công việc đời sống chúng ta nhé, đôi khi chúng ta phải hỏi nữa. Đó là lý do, xem cái câu tới, ông Rick Warren ông nói cái câu rất là hay. Chúng ta khiêm tốn không phải là chúng ta phủ nhận điểm mạnh của mình, nhưng mà khiêm tốn là chúng ta thành thật về điểm yếu của mình. Chúng ta thành thật về điểm yếu mình không? Không phải chúng ta khoe hết cả làng về cái điểm yếu của mình. Khoe khoe đúng người, khoe khoe với Chúa. Chúng ta có cầu nguyện khoe cái điểm yếu mình với Chúa. Sáng thứ bảy tôi thường thường tôi hỏi mọi người muốn cầu nguyện không? Tại ở nhà chúng ta không có kỷ luật để chúng ta cầu nguyện. Thì sáng thứ bảy đến ngồi nói chuyện với Chúa, mình khoe hết mấy cái yếu của mình. Sáng thứ bảy, hay là mỗi ngày chúng ta, sáng thứ hai, sáng thứ ba, sáng thứ tư, mỗi ngày chúng ta có thể đến khoe Chúa mọi cái điểm yếu của mình. Bởi vì những cái điều đó để nói cái sự thật con người của mình. Thì khi sự thật nói ra thì mình được giải phóng cái cuộc đời mình. Tôi muốn nói điều thất bại nhất tất cả trong chúng ta tại đây. Chúng ta biết cái thất bại lớn nhất của mình là gì không? Là con cái Chúa, thất bại nhất của mình là gì không? Chúng ta thiếu tương giao với Đức Chúa Trời. Đụng chuyện mới cầu nguyện thôi, còn hàng ngày không đụng tới đâu. Vấn đề xảy ra mình mới kiếm Chúa thôi. Cái đó là cái yếu đuối nhất của con cái Chúa. Cái thứ nhì yếu đuối của con cái Chúa, khi mình thất bại mình đổ thừa Chúa không ban phước. Con có cầu nguyện nhưng mà Chúa chưa ban ơn cho con, hay là đổ thừa ai làm điều gì đó, tín đồ nào đó làm tôi thất bại. Chúng ta đổ thừa mình thất bại, đó là yếu đuối mình. Trong khi đó Chúa nói cho ta ban hết tất cả ân điển của Ngài. Chúng ta biết cái chữ ân điển không? Cái chữ ân điển nó đến từ chữ charis, charis, charisma. Chữ charis á là một chiều, one way, có nghĩa là Chúa ban cho chứ không bao giờ Chúa đòi lại. Chúa cho chúng ta điều gì đó Chúa không bao giờ đòi lại. Cái chữ charis là one way, một chiều thôi, Chúa không đòi exchange. Thành ra chúng ta đừng nghĩ là ồ tại con vậy cho nên Chúa không ban cho con. Không, Chúa ban cho gì? Ban mưa cho kẻ ác và kẻ công bình. Chúa cho hết tất cả chúng ta. Chúng ta đừng so sánh với ai. Lý do mà chúng ta thất bại bởi vì chúng ta cứ than vãn Chúa không cho con. Nhưng mà ân điển Chúa cho giống nhau. Ngài là đấng công bình, Ngài cho mỗi người giống nhau hết. Thì hãy đến với Chúa, ca ngợi Chúa một lần nữa để suy gẫm tại sao con không tương giao với Chúa, tại sao con thất bại mà con lại nói đổ thừa Chúa không ban cho con đủ. Sự hiện diện Chúa dẫn dắt bước con trong đời và ban bình an. Dù trong những lúc nguy nan, Ngài ban những phép lạ trên con, và con đã hiểu rằng Chúa ơi, thần linh của Ngài đổi thay tâm con mãi luôn. Sự hiện của Chúa chính là điều con khát khao, chính là điều con muốn có mãi trong cuộc đời. Để hầu việc Chúa không thôi, lòng con khao khát Chúa ngự trên mãi trong con. Chúa Ngài thành tay tâm con căng tròn, nguyện sự hiện diện của Chúa mãi trong thời con.
điều con tham vọng, chính là điều con muốn có mãi trong cuộc đời. Để hầu vì Chúa không có lòng con khao khát, Chúa ngài ở mãi trong con, Chúa ngài thành tay tâm con trong tròn. Hình sự hình diện của Chúa mãi trong đời con. Con khao khát Chúa, con khao khát Ngài, con khao khát Chúa, con khao khát Ngài, con khao khát Chúa, con khao khát Ngài, con khao khát Chúa. Chúa ơi, Ngài luôn hiện diện cho mọi chúng con trong từng lễ mới này. Ngài ở cùng chúng con và lời của Chúa mỗi ngày đi theo chúng con hàng ngày để dạy dỗ chúng con và ở cùng chúng con đem sự bình an, ban sự bình an và tình yêu thương của Ngài trong từng lễ mới này, phước hạnh trong danh Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah.